Ở nơi có cổ Linh Sơn. Chính vì thế mà Ngài đã dẫn chứng chúng ta biết xưa nay các tổ sư thiền tông như Ngài Lậu Tín, Ngài Huệ Năng, Ngài Lậu Nhất, Bát Trượng, Ngài Đại Châu, Lâm Tế, Kiết Phong, Kiết Động. Dù gắn cái bảng hiệu chân lập văn tự, nhưng đều có pháp ngữ và tác phẩm lưu hành trên đời, chẳng phải hoàn toàn phế bỏ văn tự. Nên biết nói chẳng lập văn tự là muốn chỉ rõ Phật tánh trong văn tự bất khả lắm, tức là không có biểu thị được trong văn tự. Ví dụ như ở trước mắt chúng ta các vị, như ở trong cái đạo tràng này, mình thấy cái máy quay và thấy cái đồng hồ. Con mắt đó thì đang thấy, mà cái đồng hồ, cái máy quay phim là sở thấy, năng sở rất rõ ràng, nhưng mà mình chỉ cái tánh thức cho mọi người được không? Tức là chỉ ra không có được. Nhưng mà đôi khi các bạn biểu thị bằng cái nhìn, bằng cái tận hứng, hoặc là xem nhé, đó là để chỉ sẵn cho chúng ta quay lại với bản tâm của chính mình, tức là thấy tánh, để làm chủ cho mình. Ừ, xa lìa tất cả những cái khổ não vĩnh viễn. Cho nên là dù là nói không lập văn tự, nhưng mà không phải là phế bỏ văn tự. Chúng ta phải hiểu điều này, cũng không phải là bất dụng văn tự, tức là phải dùng. Nếu mà không dùng văn tự, không dùng lời nói, thì làm sao có mà tam tạng kinh điển, kinh luật thừa lượng để lưu truyền cho chúng ta ngày nay? Bất lập nó khác, bất phục phế bỏ, không phế bỏ nó khác, bất dụng nó khác. Tức là phải dùng đến ngôn ngữ, chứ không phải là phế bỏ ngôn ngữ. Chẳng qua là bất lập. Chính vì thế mà có được cái những cái tác phẩm, chẳng hạn là Đại Huệ Ngữ Lục, hoặc là Lâm Tế Ngữ Lục, Bát Trượng Quảng Lục, có những cái tác phẩm để lưu truyền dạy chúng ta. Cho nên chẳng lập văn tự là muốn chỉ rõ tìm Phật tánh trong văn tự, không thể được. Người tu hành chớ nên đọa vào vọng tưởng văn tự mà bị văn tự trói buộc. Nếu cứ chấp thật chẳng lập văn tự thì nghịch với bản ý của Phật và Tổ vậy. Chính vì thế mà Kinh Pháp Bảo Đàm nói, kẻ chấp không quán kinh rằng trực ngôn chẳng dùng văn tự. Đã nói chẳng dùng văn tự thì con người cũng chẳng nên ngôn ngữ, vì ngôn ngữ là tướng của văn tự. Lại nói trực đạo chẳng lập văn tự, đâu về hai chữ chẳng lập cũng là văn tự. Thấy người có lời nói liền bán họ là dính mắc văn tự. Các ngươi nên biết tự mê còn đỡ, lại bán kinh Phật chớ nên bán kinh, tội chướng vô kể. Tức là qua lời của Phật, của Tổ chỉ dạy, thì chúng ta nên tin cái bản tâm mình là Phật, rồi đi cái pháp môn tâm thiền này vô đến cái chỗ giác ngộ. Nếu mà trong cái lòng đất không có vàng thì chúng ta không thể khai thác, mà đã khai thác chính vì có vàng cho nên mới khai thác được, mà khai thác lên thì đâu có xài được đâu, phải không? Cho nên phải qua sự tôi luyện, cũng như dầu ở dưới lòng đất, ở biển cả, rồi mà khai thác lên thì cũng phải gạn lọc dầu thô riêng, rồi cho là cái nào là dầu hỏa, cái nào là xăng, nó cho chạy mà chạy xe, cái nào là xăng của máy bay, chế biến ra mới gạn lọc hết với tất cả những cái tạp chất nó xài được. Thì chúng ta là mình còn vô minh vọng tưởng thì cần phải lấy câu hỏi nào mà tham để chấm dứt tất cả những cái vô minh vọng tưởng đó. Cho nên cái câu hỏi đầu nó rất là quan trọng đối với hành giả ngày nay. Mà muốn có minh tâm chân tâm thì bắt buộc chúng ta phải đề hỏi câu hỏi đầu để có nguyên tình.
Chính vì thế ngài đã dẫn chứng trong cái tổ định sự quyển có nói rằng: chư tổ, truyền pháp ban sơ tu hành gồm tam tạng giáo thừa, sao tổ đạt ma chuyên truyền tâm ấn phá chấp giáo để hiển tông, gọi là giáo ngoại biệt truyền chẳng lập phân tử, chỉ sẵn tâm người thấy tánh thành Phật. Nhưng đối với chẳng lập phân tử, người hiểu lầm rất nhiều, thường cho là bỏ cả phân tử, lấy sự im lặng tĩnh tọa làm thiền, ấy thật là con dê câm của thiền tông. Vả lại, môn pháp lăng xăng đâu chỉ là văn tự chẳng lập thôi, họ chẳng biết đạo đức tức phải không, sao lại cố chấp nơi một góc. Nên người thông thạo ngay nơi văn tự mà văn tự bất khả lắc. Đối với văn tự như thế, đối với các pháp các cũng là như vậy. Hễ kiến tánh thành Phật là xong, đâu đợi bỏ văn tự rồi mới xong. Cho nên văn tự dù thuộc về tương đối, nếu được nương ngón tay mà thấy mặt trăng thì văn tự chưa từng có, chẳng có công dụng. Nếu được minh tâm kiến tánh chứng nhập nhất hạnh nhất tướng tam muội thì ngay nơi văn tự là Phật tướng, tương đối biến thành tuyệt đối. Nếu chấp ngón tay là mặt trăng thì văn tự chưa từng là chẳng hạn, chẳng hay. Tức là chúng ta ngày nay đi theo kinh điển, tất cả những kinh điển của Đức Phật đó, là ngón tay chỉ mặt trăng. Mặt trăng tức là tự tánh của chúng ta, mình phải nương nơi ngón tay rồi, tức là nương nơi kinh điển mà thấy được chính chính mình. Mà muốn thấy được chính mình là gì? Phải tâm thiền thôi, chứ không có cách nào khác được. Tam tạng 12 bộ kinh là do Phật Thích Ca lập, cũng do Phật Thích Ca phủ định. Tức là Đức Phật thường lập rồi phải phủ định. Cái câu phủ định của Đức Phật là: ta trong 49 năm chưa từng nói một chữ. Đó là lời phủ định của Đức Phật. Mặc dù nói ra tam tạng giáo điển, nhưng mà sợ cái người sao đó chắc chặt và cho là lời của Phật nói là tuyệt đối, cho nên Phật đã phải phủ định là suốt 49 năm ta chưa từng nói một một chữ. Những chỗ thực tế nói không có được, diễn tả không có được. Thế thì thế mà trong thiền tông có cái câu gọi là ngôn ngữ đạo đoạn, tức là ngôn ngữ diễn tả không có được, tâm hành xứ diệt, cái tâm duyên ở chỗ đó cũng không được nữa. Cũng như tất cả mọi người á, duyên nơi cái gì cũng được, nhưng mà cái đống lửa cháy mình không có duyên trong đó được, mình thọc tay vô nó cháy tay mình nhảy chỗ đó nó tiêu luôn mình. Cho nên là bất cứ là việc gì con người cũng không thể nương nơi đống lửa được, nhảy đống lửa là bị cháy đó. Cho nên là tổ nó ví dụ rất là rõ ràng. Vì sợ chấp cho nên là Phật phải nói và tổ phải nhắc nhở là chúng ta nói rất là kỹ. Cho nên tam tạng giáo điển 12 bộ kinh là do Phật Thích Ca giả lập, chứ chẳng phải thật, cũng do Phật Thích Ca phủ định. Giả lập là vì độ chúng sanh, phủ định vì khỏi làm hại cho chúng sanh. Nếu giả lập mà chẳng thể phủ định thì chẳng phải là Phật, nếu phủ định mà chẳng thể giả lập cũng chẳng phải là Phật. Vì hai giả lập cũng hai phủ định nên Phật pháp mới được viên dung vô ngại, thuần túy trọn vẹn mà chẳng có chỗ khuyết điểm. Phật từng thuyết vô tướng, vô thường, khổ, không, vô ngã, rồi nay đó phủ định liền. Phật từng thuyết tứ đế, thập nhị nhân duyên, rồi cũng ngay đó phủ định liền. Phật từng thuyết vô thượng chánh đẳng chánh giác, rồi cũng ngay đó phủ định liền. Nói giả, nói thật,
bất khả đắc, Phật thuyết pháp như thế mới chẳng bị kẹt nơi danh tướng, dẫn dắt vào nơi tuyệt đối mà chẳng có gì cả. Hoặc có người muốn dựa theo kinh điển pháp môn để vấn nạn Phật mà chẳng biết những kinh điển, những pháp môn đó Phật đã mỗi mộ tự phụ định rồi. Phật vừa nói liền phá cho đến chẳng lưu lại một chữ, chẳng còn dấu tích để tìm thì đâu còn gì để cho họ chỉ. Để cho họ chỉ trích. Nên người vấn nạn Phật muốn phá Phật cũng như dùng nắm tay đánh hư không, như ngước mặt phun nước tiến lên trời, mong chẳng tự làm nhơ cho mình cũng chẳng được. Được hiểu như thế rồi mới có thể học Phật thanh thiền. Cho nên cái này là tổ nói hay trong cái kinh đó, cái thập nhị kinh. Nhưng mà cái người muốn người ác là hại người hiền á, nhưng ngửa lên trời một phun nước miếng mà chẳng tới trời thì rơi trên mặt mình, nhưng ngược gió mà tung bụi, tức ngược gió mà chọi bụi người khác mà bụi không tới người thì trở lại chính lên mình đó. Cho nên đây là ngày đó là dịch ra tiếng Việt rồi, thì nguyên cái chữ đó là như du ngưỡng dương nhi có chí tiên hoàng, tức là ngửa mặt một cung nước miếng chẳng tới trời trở rơi trên mặt mình. Và tổ phân biệt cho chúng ta rõ là sự khác biệt của tông môn và giáo môn, tức là kinh Phật và lời tổ. Tức là tông môn là chỉ cho thiền, giáo môn là những kinh điển của Phật đã chỉ dạy. Lời kinh của Phật đó gọi là giáo môn, và lời dạy của chư tổ gọi là thiền thiền môn. Tông môn giáo môn phân biệt riêng biệt bắt đầu từ Trung Quốc mà căn cứ nơi kinh Lăng Già Phật bảo, tức là sở dĩ có như thế là do nơi kinh Lăng Già tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền trao cho ngài nhị tổ Huệ Khả, mà kinh Lăng Già là do Đức Phật nói. Này đại huệ, tất cả thanh văn duyên giác bồ tát có hai tứ tướng thông gọi là tông thông với xuyến thông. Nó tông thông là do tự mình chứng đắc tướng thánh tiến xa lìa ngôn tiết, văn tự vọng tưởng rồi ngộ nhập tự tướng tự giác, địa nơi vô tận vô mẫu xa lìa tất cả giác tưởng hư vọng, hàng phục tất cả ma ngoại đạo do tự giác phát huy ánh sáng, ấy là tướng tâm thông. Thế nào là tướng xuyến thông? Nói xuyến đủ thứ giáo pháp nơi chính bộ kinh, lìa các tướng đồng dị và có không, dùng phương tiện tinh xảo để tùy thuận chúng sanh ứng cho thuyết pháp khiến được độ thoát, ấy gọi là tướng thuyết tâm. Đại huệ, ngươi và các Bồ Tát nên tu học. Phật nói tâm thông là pháp thiền trực tiễn do mình tự thân tự chứng, nói thuyết tâm là do pháp sư giảng giáo lý thuyết pháp tự tại, chẳng lìa tự tánh chẳng đọa nhị biên. Một là trực tiếp, một là gián tiếp, một do tâm hành, một do khẩu thuyết, tức Phật bằng pháp lợi sanh, đại khái chẳng ngoài hai lối này, tức là tâm thông thì tuyết mới thông, còn tâm mình nó chưa thông tức là đã biết tánh, hoặc là người đã đắc ngộ. Từ đại tổ sư là kiến tánh gọi là tâm tâm thông, mà tâm thông đương nhiên biết phải phải không? Hai thứ phương tiện tức là hai thứ phương pháp dù chẳng đồng nhưng mục đích cuối cùng chỉ là một. Nếu xét kỹ lại thì tông chẳng lìa giáo, giáo chẳng lìa tông, tức là chư tổ đã kiến tánh
rồi đó, thì các ngài phải đọc lại tất cả những kinh điển của Phật để rồi chỉ dạy cho chúng ta, mà nó không có trái ý của Phật, tức là lời nói của Chư Tổ thì không trái ý cho với Đức Phật, mà dẫn chứng lời Phật thì nó cũng không, nó cũng phù hợp với tông, tức là người đã kiến tánh, tức là tông giáo. Mặc dù là Chư Tổ đã kiến tánh nhưng mà thường nói trong những cái vị buổi cai trị cho mọi người đó đều dẫn chứng lời Phật dạy trong kinh điển Đại Thừa Liễu Nghĩa như Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Niết Bàn, Đại Bổ Tích, tất cả những kinh điển Đại Thừa đó thì Chư Tổ đều dẫn chứng, chứ không phải là tự mình nói. Đôi khi các ngài á tự mình nói ra cũng được nhưng mà sợ mọi người không đủ niềm tin, cho nên các ngài phải dẫn lời của Phật để dung thông giữa lời của các ngài và lời của Phật, nó không có khác. Xưa nay tông môn dùng nói chẳng lập văn tự, chẳng trọng kinh điển, nhưng thế tôn sau khi nhân qua thị chúng rồi liền tự nói: ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, vi diệu pháp môn, chẳng lập văn tự, giáo ngoại diệt truyền, chỉ sẵn tâm người thấy sẵn thành Phật. Đó là lời có chúc của Đức Phật lên Pháp Hội Linh lên sơn truyền trao cho ngài Ma Ha Ca Diết. Tám câu này là ngôn ngữ, tức là giáo lý cho đến tổ Đạt Ma lấy kinh Lăng Già cho ngài Huệ Cả, ngũ tổ Hoằng Dẫn lấy kinh Kim Cang truyền thọ cho ngài Huệ Năng, tứ tổ có pháp ngữ, lục tổ có pháp bảo đàn lấy điều chứng tỏ tông chẳng lìa giáo vậy, tức là ngữ lục của Chư Tổ đó nó không có xa rời của kinh lời Phật dạy. Là như trong giáo điển Hoa Nghiêm, Niết Bàn, Viên Giác, Lăng Nghiêm, Kim Cang, Lăng Già đều được chỉ tông, trực sĩ tông chỉ chẳng lìa pháp thân, ấy điều chứng tỏ giáo chẳng lìa tông, nên chúng đạo ca nói: tông cũng không, biết cũng không, tịnh huệ sáng tròn chẳng kẹt không, chúng sanh thời mà pháp chẳng rõ ý chỉ này, vì thiên nhập làm chủ nên ít người thông suốt, lại mỗi mỗi tự lập cửa ải, bài xích lẫn nhau. Kẻ học tiền thì chấp tông mà đề giáo, kẻ học giáo môn thì chấp giáo mà khinh tông. Thật ra tông lìa giáo thì đọa nơi rỗng không, giáo mà lìa tông thành ra tập loạn, tông với giáo như hai bánh xe, chẳng thể phế bỏ một bánh xe nào. Tức là lời Phật lời tổ không có khác. Dù cái đời sau cái ngôn ngữ thì nó có chỗ sai biệt nhưng mà cùng với ý với Phật không có khác. Chính vì thế mà là Đại Tổ Sư khi các ngài mà đến với thiền đó thì tất cả những kinh điển các ngài đã là không rồi, giới luật kinh điển không có cái nào các ngài không biết. Cũng có những vị khi sẵn vào thiền môn không học qua kinh điển nhưng mà đã kiến thức rồi thì các ngài á đọc lại kinh điển nó không có khác ý, tức là sau khi mà người được đi lực đó mà sanh thiền khi mà bừng vỡ, tức là bế tắc lắm đó, tức là cái quy trình đó là chịu không có nổi, mà muốn là dịu bớt cái quy trình đó thì mới lấy cái Trung Quán Luận ra đọc thì thấy là do có nghĩa không nên thành tựu tất cả pháp, thì hòa thượng lại đốn ngộ được ý chỉ, rồi ngài mới đọc lại kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, kinh Pháp Bảo Đàn và kinh Di Ma Cập cùng một ý chỉ, tức là kinh Đại Thừa đó lời có khác nhưng mà ý chỉ không sai khác. Và cái chỗ là đọc lại cái Trung Quán Luận với tất cả kinh nó là không, không có các ý,
lời thì khác mà ý chỉ có là một đó. Hành giả tông môn dụng công tâm thiền, ngoài việc thân cận thiện tri thức, hiểu rõ phương tiện dụng công đúng đắn, vẫn cần biết rõ cảnh giới chẳng đồng của bốn cửa và sự khác nhau của phương pháp dụng công, mới chẳng lầm nhận cho phương pháp dụng công, mới chẳng lầm nhận cho tiểu thừa và đại thừa, lạc vào lối trẻ chẳng thể đạt đến minh tâm kiến tánh. Muốn rõ bốn cửa cũng nên xem kinh điển giáo lý. Người học giáo lý đã rõ bốn cửa rồi, cần phải chân tham thực chứng mới được minh tâm kiến tánh. Nếu chẳng minh tâm kiến tánh, dù kinh điển văn tự chứa đầy bụng, biện tài như suối chảy, ngòi bút viết ra muôn ngàn văn chương, với bản thể Phật tánh đều chẳng dính dáng, tức là phải tỏ ngộ thì nó mới phù hợp. Chứ mà mình nó là học rộng biết nhiều mà không có minh tâm kiến tánh, dù lời hay ý đẹp cũng chẳng dính dáng gì với ý của Phật và tổ. Với bản thể thì Phật tánh đều chẳng dính dáng, thậm chí hiểu lầm ý Phật, tự ý phát huy để di hại cho kẻ hậu học, tức là nói chứng tánh rồi thì lời nói nó không có trái. Dù mình ngày nay có 57 cái bằng tiến sĩ, 57 cái ngoại ngữ mà không có chứng tánh, dù có mình có viết ra cho lời hay ý đẹp cỡ nào đi nữa, nhưng đối với Phật đó, chẳng dính dáng gì hết. Bây giờ tổ dẫn chứng bốn bốn thừa cho chúng ta thấy rằng đại ý của bốn thừa: chư Phật còn một giả danh, bốn là bốn cửa, nhưng Đức Phật đại bi cũng thế, phương tiện độ sanh, vì thì căn cơ sâu cạn của chúng sanh nên giả thiết đủ thứ ngôn giáo dùng để tu tập theo thời ứng cơ, tùy nghi lập giáo, như lương y trị bệnh, tùy bệnh cho thuốc. Nên có những thí dụ như xe dê, xe nai, xe trâu và hóa thành vũ sở, khổ tâm ấy thật là chiếu sáng muôn đời. Tức là chúng ta thấy mà Phật mà nói muốn nói kinh đến đại thừa liễu nghĩa thì chúng sanh không có tin, ta là chỉ thẳng biểu thị trực tiếp người ta không có tin, cho nên bắt buộc phải nói phương tiện. Do phương tiện nói là người có người chứng quả la hán, đấy không, tức là thanh văn, có người chứng duyên duyên giác, có người chứng bồ bồ tát, tức là xe dê, xe nai và xe trâu. Xe dê là gì? Là thanh văn. Xe nai là duyên giác, xe trâu là bồ tát. Đó là cái phương tiện của Phật. Tất cả pháp có thể nói ra đều thuộc tương đối, pháp tương đối phải tùy theo không gian và thời gian biến đổi, tức là nơi chốn xưa và nay nó có sự là biến đổi mà không có trái ý của Phật. Vốn chẳng thật thể nên Đức Phật thuyết pháp vừa thuyết liền phá. Quan sao Phật đã từng vì chúng sanh thuyết diệu lý chân như pháp thân, ý chỉ quyền hảo vi diệu, chúng đều bỏ đi rồi trở lại thuyết pháp môn tiểu thừa, người nghe mới tin. Tức là ban đầu Phật thuyết kinh Quang Âm mọi người đều ngơ ngác, không có hiểu Phật mới nói cái gì. Chính vì thế cho nên Phật mới nói là cuộc đời này là khổ đau, muốn giúp khổ đau thì phải phải tu. Cho nên quả tiểu tiểu thừa tức là A-la-hán.
Rồi ra lại thế pháp môn tiểu thừa, người nghe mới tin được. Đến khi độ chúng tu tiểu thừa đã quen thuộc, ham thích tiền vị, chỉ tự độ thân mình, Phật lại bảo rằng đây chẳng phải cứu cánh, tức là quá thành đó. Đi đường mệt mỏi thì bây giờ với các vị đây đi ra ngoài Hà Nội, nếu các vị đi xe thì có cái những trạm dừng chân đó, để ăn uống xả hơi được đó. Thì đó gọi là gì? Hả? Quá thành. Chân gọi là quá thành. Còn mình ngày nay gọi là trạm dừng chân. À, hoặc là các vị đi ra Hà Nội phải phải nghỉ ở Nha Trang hơn, rồi phải nghỉ 2 đêm mới tới Hà Nội, thấy không? Đó, cái tự nghĩ đó gọi là quá thành. Đây chẳng phải cố gắng chưa lìa hẳn sanh tử nên tu trung thừa, đồ chúng mới chuyển tu trung thừa đạt nơi ngã pháp điều phân. Phật lại bảo rằng đây vẫn chưa cứu cánh, tập khí từ vô thủy chưa sạch, cũng còn biến dịch sanh tử nên tu đại thừa. Từ đó chúng mới chuyên tu pháp đại thừa, đến khi căn cơ thuần phục, Phật mới được thị pháp tối thuận thừa. Kẻ tu quá nghiêm đại ngộ, thấu triệt bản tâm, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng biến chẳng khác, sẵn sàng viên mãn, chẳng do tạo tác, mới biết phi tâm, phi Phật, phi vật, cuối cùng chẳng có pháp nào để đáp. Nói pháp môn chỉ là nói suông, nói bốn thừa đều là lý luận. Khi ấy mới tin Phật nói, chẳng thiếu một chữ, chẳng đáp một chữ, chẳng phải cố ý bày đặt sự quyền bí. Tức là Phật nói là ta 49 năm chẳng nói một chữ, sợ mọi người không tin, cho nên là ngài vượt kê để chứng tỏ. Đó là lòng đại từ đại bi của Phật, nói liền là phủ phủ định, không để chúng sanh vướng mắc, tức là chấp. Nay lược thực cảnh giới bốn thừa như sau: tiểu thừa cũng gọi là thanh văn thừa, do nghe sánh giáo của Phật mà ngộ lý tứ đế, đoạn dứt kiến hoặc chứng nhập niết bàn tiểu thừa, ấy là lối tu hạ căn trong đạo Phật. Kinh Thắng Mang Bụ Phật nói hai chữ thanh văn là kẻ hạ căn theo giáo lập nên. Thanh văn tức là giáo vậy. Pháp môn tứ đế của thừa thanh văn, sở tu tức khổ tập diệt đạo. Phải học rồi phải không? Khổ là cái quả họ báo, tập là cái nhân chiêu quả, diệt là đắc quả cực diệt xuất niết bàn. Đạo là lối tu để đoạn trừ cái nhân chiêu quả. Nói một cách khác, tu theo tứ đế tức biết khổ, đoạn tập, mộ diệt, tu đạo. Đế là ý nghĩa xác thật, cách tu của họ là đoạn dứt công dụng của lục căn, lắng tâm tịnh lự cho đến chỉ còn một chút niệm trong sạch, ấy là cảnh giới của tiểu thừa đạt đến quả cùng một gọi là A-la-hán. Đạt đến tức là hết cái khổ của sanh tử luân hồi rồi, thì chứng quả niết bàn cũng gọi là A-la-hán, bởi còn hai cái tập khí, tức là thân thấy được kiến hoạt và tư hoạt thì nó không còn sai lầm nữa, nhưng mà còn còn trần sa, tức là cái mê lầm của mình nó còn như là bụi trần sa, và trần cao vạt tức là bụi đó. Rồi đó là còn cái gì nữa, vô minh còn hai phần, hàng a la hán thì còn hai phần. Mà qua cái duyên giác đó thì dứt được cái trần sa vạt, nhưng mà còn vô vô minh, dứt vô minh mới chứng quả quả bồ tát. Giờ đây giờ nói tứ đế nè, động cơ của người tu tự thừa là nhàm chán phiền não sinh tử mà cầu thanh tịnh tịch diệt, khi tịch diệt gọi là niết bàn đó.
cho rằng trong linh tấn vốn chẳng phiền não, tất cả khổ đều do lục căn chiêu tập mới có, nên muốn được sự vui của thanh tịnh tịch diệt, chỉ có tu đạo làm cho công dụng của lục căn dừng lại, chẳng sanh tác dụng chiêu tập, mắt chẳng thấy, tai chẳng nghe, mũi chẳng ngửi, lưỡi chẳng nếm, thân chẳng xúc, ý chẳng tưởng, công dụng của lục căn đã dứt sạch, sáu cửa đóng kín, trong linh tánh chỉ còn một niệm thanh tịnh, tịch diệt tịch tịnh an lạc, ấy là đạo quả sở chứng của tiểu thừa. Nhưng lục căn dù tạm dứt, một niệm thanh tịnh chưa được buông bỏ, ác chẳng phải cứu cánh, tức là còn chấp nơi cái quả chỉ biết niết bàn, có sinh tử nhưng mà còn sống trong cái biết niết bàn, mình cho đó là an vui, thì đây chưa phải là cứu cứu cánh. Tới cạnh thừa thứ hai là trung thừa, tức là duyên duyên giác thừa, do quán nhân duyên mà ngộ đạo, xưa nay xưng bích chi Phật, dịch là độc giác. Pháp môn của trung thừa là thập nhị nhân duyên, tức vô minh duyên, hành hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên phủ, phủ duyên phủ, phủ duyên sanh, sanh duyên lão tử, thập nhị chi này bao gồm quá khứ, hiện tại, vị lai, tam thế nhân quả, tuần hoàn chẳng dừng. Ở đây vô minh là nhất niệm vô minh, cũng gọi là tánh nhất niệm vọng động, chẳng phải vô thủy vô minh, tức là cái quả vị của hàng hàng la la hán thì còn trong nhất niệm vô minh, nếu bị thất động thì nó dấy khởi. Cho nên các ngài nó ôm cứng cái quả vị niết bàn cũng nhất vô buông lỏng. Thì lớn trung thừa tức là duyên giác. Cho nên nó tổ dạy rất là kỹ. Ở đây vô minh là nhất niệm vô minh, tức là một niệm, cũng gọi là tánh nhất niệm vọng động, chẳng phải vô thủy vô minh. Mà người thân thiện nó là nhìn thẳng vào cái vô thủy vô minh, tức là chỗ chưa giấy, giấy niệm, vừa hỏi vừa nhìn, khi chưa có trời đất hoặc là cái gì. Do bất giác khởi niệm, bèn sanh đủ thứ phiền não, tạo đủ thứ thiện ác nghiệp, gọi là hành. Hai chi này là nhân đời trước, tức là nghiệp thức, như thân trung ấm, bị nghiệp lôi kéo mà đến đầu thai. Danh sách là lúc ở trong thai, sắc thân chưa thành, tức là chưa tượng hình thai nhi đó. Từ ấm, thọ, tưởng, hành, tức chỉ có tên gọi chưa có thực chất, tức là chưa có tượng hình. Lục nhập là ở trong thai, lục căn đã hoàn thành, tức là lục nhập chứ không này là cái tượng hình mắt tai mũi lưỡi đều đều có, là chỗ sở nhập của lục trần suốt, là sau khi sanh ra, tức là mình có thành từ 9 tháng 10 ngày đó mà sanh ra là gì đó. Lục căn tiếp xúc lục trần, họ là lãnh thọ các cảnh giới thuận nghịch, năm chi này là quả đang thọ ở đời này. Ái là đối với cảnh trần có sở ái, thủ là chấp thủ việc mình ham muốn, hữu là có quyền sở hữu cho mình được tùy ý chi phối. Ba chi này là nhân sở đắc của đời này, đời này tạo nghiệp nhân thì đời sau báo ứng nghiệp quả, sanh là tùy theo sự gieo nghiệp nhân thành chủng tử để họ sanh nơi kiếp sau. Lão tử là kiếp sau đã có sanh, ắt phải có lão tử. Hai chi này là quả báo phải thọ ở đời sau, ấy là lợi khác của thập nhị nhân duyên, tức là trung thừa quả duyên giác. Kẻ tu pháp trung thừa quán xét chúng sanh trong tam thế,
đều bị thập nhị nhân duyên chi phối, mà thập nhị nhân duyên thì luôn nơi nhất niệm vô minh mà sinh tối. Cho rằng tiểu thừa chưa thể phá nhất niệm vô minh nên chưa đạt đến cứu cánh. Nếu được đoạn dứt nhất niệm này thì vượt ra ngoài sanh thế, tức là ba đời, liệu pháp sanh tứ, nên cách dụng công của họ là muốn quét sạch nhất niệm vô minh, đạt đến cảnh giới mênh mông trống rỗng chẳng có gì cả, tự cho là đã chứng niết bàn mà chẳng biết đã lọt vào vô thủy vô minh, tức là nó cao hơn mà cũng nằm trong cái vô thủy vô vô minh. Cái cảnh giới rỗng không chẳng có chi cả cũng gọi là không chấp, tức là chấp vào cái công đó. Linh tánh ám muội chẳng khác gì gỗ đá, huống chi nhất niệm dù tạm dừng, nếu bị kích thích vẫn có thể nổi lại, nên sở chứng của trung thừa cũng chưa cứu cánh. Tức là nó còn trong cái vô thủy vô minh, nó còn trong cái vô minh chứ không được dứt được cái bụi á, cần sao vào cái bụi mê lầm á, thì nó là bám vào cái sở chứng đó chưa có buông được, cho nên không phải là cứu cứu cánh. Rồi đó là tổ nói đến cái đại đại thừa, cũng gọi là Bồ Tát thừa, pháp sở tu là sáu ba la mật, cũng gọi là lục độ. Sáu ba la mật là bố thí, kỳ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và bát nhã, cũng gọi là trí trí tuệ. Bát nhã là tiếng tiếng phạn, trí tuệ là tiếng tiếng việt. Chúng ta người tu đại thừa gọi là bồ đề tát đoạn, bồ đề dịch là giác, tát đoạn dịch là hữu tình, lý là giác mọi chúng sinh hữu tình, gọi tắt là Bồ Tát. Ý là giác ngộ chúng sanh hữu tình, gọi tắt là Bồ Tát. Tức chúng sanh phát đại tâm Bồ Đề, lấy tâm Bồ Đề làm thể tự độ, lấy tâm đại bi làm dụng để độ tha, tự tha kiên lợi, xưng là đại thừa. Cho nên trong kinh phẩm thí dụ ở nơi Pháp Hoa nói rằng, nếu có chúng sanh nơi Phật Thế Tôn nghe Pháp tín tọa, tinh tấn tu hành, cầu nhiếp xiết trí, Phật trí, tự nhiên trí, vô sư trí, vô sở quý, tức là nói nhiều danh từ nhưng mà cùng một một ý, dùng sức tri kiến của Như Lai thương xót vô lượng chúng sinh, độ thoát tất cả rồi người đều được lợi ích an lạc, ấy gọi là đại thừa Bồ Tát. Lục độ bao gồm tam học, giới, định, huệ, mà lấy pháp thiền ra làm chủ thế để dụng công. Người tu đại thừa biết nhất niệm vô minh chẳng thể phá, nên lợi dụng nhất niệm vô minh để phá tan vô thủy vô minh mà được kiến tánh. Đó là cái dụng công của tổ sư. Còn chúng ta dụng công là gì? Đề khởi câu hồi đầu, có nghi tình là nó phá hết, không có cái gì mà phá không được. Nên lợi dụng đại thừa biết nhất niệm vô minh chẳng thể phá, nên lợi dụng nhất niệm vô minh để phá tan vô thủy vô minh mà được kinh tánh, ấy là phương pháp dùng tướng cốt để làm bắt vô cốt, dùng tướng cốt để bắt vô cốt. Thì bây giờ mình dùng cái câu khởi đầu có nghi tình là dẹp hết tất cả tướng và vua,
không có cái gì hết, quét sạch hết, chỉ có được đi trên là quét sạch hết tướng và vua. Còn bây giờ cái tối thượng thừa của chúng ta là thiền, thiền tổ sư hay là tổ trưởng thiền. Tối thượng thừa cũng gọi là tổ sư thừa hay là tổ sư thiền, cũng gọi là giáo hòa triệt truyền, cũng gọi là phật thừa. Khi đã minh tâm kiến tánh, hiển thị phật tánh chân như, phát huy diệu lý tuyệt đối. Chỉ có kẻ chứng với kẻ chứng mới hiểu nhau được. Nên Thế Tôn đêm qua ca diết mỉm cười, ca diết giơ tay, A Nan hiệp trưởng dùng tâm ấn tâm, kế hợp ăn cốt, trình bày trước mắt, chẳng nhờ ngôn tiếc là pháp tối cao cùng tột, chẳng còn gì hơn, ấy gọi là tối thượng thừa thiền, cũng gọi là tổ sư thiền. Tiểu thừa đoạn nhất lục căn, trung thừa đoạn nhất nhất niệm vô minh, đại thừa đoạn vô thủy vô minh, tối thượng thừa trực chỉ nhân chân tâm, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Đây là sai một chữ, nhân tâm chứ không phải chân tâm, tức là chỉ thẳng tâm người đó. Tối thượng thừa trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, đây là đại ý của bốn thừa. Cho nên kinh Pháp Bảo Đàm nói, pháp chẳng bốn thừa do tâm người tự có sai biệt mà hình thành. Thấy nghe đọc tụng là tiểu thừa, hiểu nghĩa ngộ pháp là trung thừa, y pháp tu hành là đại thừa. Vạn pháp đều thông, vạn pháp sẵn sàng, tất cả chẳng nhiễm, lìa chư pháp tướng, đoạn vô sở đắc, gọi là tối thượng thừa. Thế thì đại ý của bốn thừa đã rõ ràng. Cho nên là tổ phân biệt giải giải thích chúng ta rất là kỹ lưỡng. Cho nên thiền sư Triệu Châu nói, cha tặng ta tặng tích nghe một chữ Phật, còn nói thể lão tăng niệm Phật một tiếng phải xuất niệm 3 ngày, nếu thấu rõ lời này thì chẳng bị với thứ bốn cửa trói buộc. Lò nói với chư tổ là lời nói xuất cách, mình ngộ ngay đó liền ngộ, không ngộ thì mình chắc cái lời này là mình bị kẹt, không hiểu được cái nghĩa của tổ nói. Mà muốn hiểu cái nghĩa tổ nói thì mình phải tu thôi, tức là đề khởi câu khởi đầu có nguyên tình, thì là sau này mình nó có cái tình rồi, nó lâu dài đó, mình đọc mới hiểu được cái ý của này. Triệu Châu nói tại sao không muốn nói chữ Phật, và tại sao nếu niệm Phật thì phải xuất miệng. Ở đây có lời nói xuất cách của tổ sư, tức là lời nói vô sở trụ, chúng ta nó không có đối đãi. Bây giờ tổ phân biệt là mục đích của hành giả tham tham thiền. Mục đích của tham thiền là gì? Là muốn minh tâm kiến tánh. Cái quả minh tâm kiến tánh như thế nào? Là thấu triệt bổn nguyên, vượt ngoài tam giới, liễu thoát sinh tử, chẳng có hậu hữu, độ mình độ người, hỗ lợi chúng sanh. Đấy là mục đích cuối cùng của loài người, tức là mình thân tìm để thấu rõ được chính mình, để không bị cái khổ vui phiền não, mình xa lìa tất cả vĩnh viễn những cái thứ này, nên hiểu rõ được chính mình sống một cuộc đời tự tại giữa cuộc đời này, không bị phiền não nó chi phối. Đó, tu thiền tức là thấu rõ chính mình, mà nói theo thiền tâm là kiến tánh tâm thành Phật. Nhưng muốn minh tâm kiến tánh, trước tiên phải rõ thế nào là tâm tánh. Tâm tánh là bổn nguyên tự tánh của chúng sanh, tức là tri kiến Phật, cũng gọi là bản tâm của tất cả chúng ta, cũng gọi là Phật tánh, gọi là chân như,
Như Lai Thiền Tông gọi là Bổn Lai Diện Mục, Thanh Tịnh Pháp Thân, Di Sắc Tông gọi là Tự Thân Tịnh Độ. Thường Tịnh Quang Tịnh Độ, Tam Luận Tông gọi là Thật Tướng Bát Nhã, Luật Tông gọi là Bổn Nguyên Tự Tánh, Kim Cang Bổn Giới, Thiên Thai Tông gọi là Tự Tánh Thật Tướng, Hoa Nghiêm Tông gọi là Nhất Chân Pháp Giới, Mật Tông gọi là Tịnh Bồ Đề Tông, vân vân. Danh hiệu dù nhiều, bản thể chỉ một, Di Sức Lượng Nói. Chân là chân thật, tỏ chẳng hư vọng, như là như thường, tỏ chẳng biến đổi. Nghĩa là cái chân thật này, nơi tất cả pháp thường như bản tánh, nên gọi chung như. Kinh Duy Ma Phật nói, như là chẳng hai chẳng khác. Kinh Kim Cang nói, Như Lai là chẳng từ đâu đến, chẳng đi về đâu, mới gọi là Như, Như Lai. Theo những kinh luận kể trên, nói tâm tánh là chỉ ngay chân tâm tận tự tánh, chẳng phải tâm tánh của người đời. Người đời nói tâm ấy là bọn tâm, tức vô minh. Nay muốn minh tâm là minh cái tâm chân thật cùng tột, nên gọi là chân như. Kinh Quang Nghiêm nói, Pháp quy cái lý chân như Phật tánh rất tường tận. Trong phẩm Thập Hồi Hướng nói, siêng tu tất cả pháp xuất thế gian, đối với thế gian vô thủ vô y, tức là không giữ mà cũng không nương tựa. Đối với diệu não chánh kiến, kiên cố thấu pháp chân thật, lìa chư vọng kiến, ví như chân như khắp tất cả nơi, chẳng có ngần mé. Ví như chân như chân thật làm tánh, ví như chân như thường giữ bản tánh, chẳng có biến đổi. Ví như chân như nơi tất cả pháp vô tánh làm tánh, vân vân. Tức là còn rất là nhiều, chưa chưa tổ nói một cái, chứ nó quá nhiều từ thì nó dài mà cùng một một nghĩa. Đây là cảnh giới chân như Phật tánh do Phật với tổ đích thân chứng nhập, rồi dùng ngôn ngữ phương tiện khai thị cho chúng sanh. Chúng sanh nghe rồi hoặc ngơ ngác chẳng hiểu nói gì, hoặc biết được ý nhưng chẳng thể cho là mình minh tâm kiến tánh. Nghe rồi được hiểu gọi là giải ngộ, cần phải tự tham tự chứng đích thân thấu rõ mới thì có thể gọi là chứng ngộ. Sở chứng của Phật chẳng khác, nên gọi là kiến tánh thành Phật. Cũng giống như chúng ta đó, đọc những cái tư liệu hay là những cái bài viết của cái người đã viết ra tả cái cảnh là bơi đứng, bơi nằm ngửa, bơi bướm, bơi sải, mà mình không có học bơi á, dù là mình đọc người sách nó chỉ dẫn mình thuộc lòng mà không có tự bơi thì rơi xuống nước là sao, chìm liền, không có được, phải bơi mới được. Cho nên á, mình là qua hiểu rồi của Phật là chỉ giải ngộ thôi, giải ngộ đâu có dính dáng gì đâu, tức là mình học thuộc lòng. Những cái diễn tả của người ta mà không có mắt thấy, không có tự thân mình bơi, cũng như tả cảnh đẹp mà mình đọc thì nó rất là hay, nhưng mà mình cũng chưa từng chứng kiến. Đây nói Hà Nội, mình đang đọc ở Hà Nội có 36 phố phường, có đường này đường kia, mình nói tên Bắc, nhưng mà không đến Hà Nội thì đâu có rõ đâu. Cho nên nói được mà chỉ là giải giải ngộ đâu có dính dáng gì đâu, mà phải chứng ngộ. Tức là nói cơm có nhiều chất bổ, mà mình nói không ăn thì đâu có no phải không, ăn mới no, có tu mới mới chứng. Thường có kẻ thông minh lanh lợi, xem nhiều kinh điển mà được giải ngộ, giảng giải cho người khác nghe, biện tài như suối chảy,
mà chẳng thật biết chân như Phật tánh là vật gì. Cũng như người chưa từng đến thắng cảnh Tây Hồ, tức là tới Hà Nội đó, Tây Hồ là Tây Hồ của xứ Trung Quốc trong bài của mình, chỉ xem du ký của người khác là diễn tả cho người khác nghe giống như đã từng đi qua, thật là chưa từng đích thân thấy thắng cảnh ấy. Nếu gặp người đã từng du lịch Tây Hồ hỏi về trơn cảnh ấy thì ngơ ngác chẳng thể trả lời. Vì thế nên thiền tông chủ trương chỉ thẳng tâm người, chẳng lập văn tự là vậy. Rõ ràng nên biết muốn minh tâm chuyên tâm toàn nhờ chân thật tâm chứng, người khác chẳng thể thay thế được. Chẳng quý đa văn, chẳng quý thấy ngay, từ ngoài cửa vào chẳng phải là gia bảo, lời của người khác nói chẳng dính dáng với mình. Của bên ngoài mà đem đến họ đem về cho đâu có để cho mình, phải không? Mà phải của mình mới được. Họ đến họ khoe, họ có 10 ký vàng, 20 ký vàng, họ khoe rồi cho mình thấy đã mất rồi, họ mang về nó phải là của mình. Cho nên tổ nói từ ngoài cửa ngoài đi vào không phải là cái đích thực của mình. Xưa kia hòa thượng Hưng Nghiêm ở trong hội bát trưởng thông minh lanh lợi, hiểu một đáp hỏi một đáp mười. Vị quý sơn hỏi khi cha mẹ xưa sanh nói thử một câu xem, liền ngơ ngác chẳng đáp. Về liêu phòng tìm mạnh thái văn tự xem qua, muốn tìm một câu để trả lời trọn thành trọn chẳng thể được. Thân rằng bánh vẽ chẳng thể cố nói, cứ xin quy sơn nói thẳng ra. Quy sơn nói ta nói với ngươi thì ngươi về sau sẽ mắng ta, ta nói là việc của ta chẳng dính dáng với ngươi. Con em là lấy tất cả ngôn giáo rút bỏ, thẳng qua Nam Dương nghĩ tại di tích của vệ Trung Quốc sư tam cứu lo ngày một con nhổ cỏ ngẫu nhiên quăng miếng trúng, quan niệm trúng nhầm cây tre phát ra tiếng quát nhiên tỉnh ngộ, liền về tắm gội tốt nhan hướng về quy sơn lễ bái rằng hòa thượng đại từ ân hơn cha mẹ. Nếu lúc đó vì con nói thật ra thì đâu có việc kiên tâm như hôm nay. Tức là họ có được giải thích, mà giải thích tức là câu hồi đầu á, mà mình giải thích là không có dính dáng gì hết trơn, mà phải tỏ toàn bộ chính mình. Do đó mà xem thiền tông chẳng lập văn tự, chỉ chú trọng tâm chứng, mà được tôn là phương pháp hay của minh tâm kiến tánh. Pháp thiền của thiền tông được phổ biến khắp Trung Quốc đâu phải là việc ngẫu nhiên. Tức đây là cái thực tế chứ không phải khi không hay là ngẫu nhiên mà có. Cho nên sau này có nhiều người á không có thích thiền á, thì họ nói là thiền là do cái người đời sau bày đặt, tức là phỉ báng Phật tổ. Mà phỉ báng Phật tổ thì tội rất là nặng. Tôi gọi vô phá cho nên chúng ta đó đọc lại cái lời của ngài Nguyệt Kê thì để chúng ta thấy là đâu đó nó rất là rõ ràng, thấy không? Dù cái người mà học giỏi đến đâu đi nữa thì cũng không nói được như thế này. Dù tổ sư có các có người đó ngộ triệt để, nhưng mà biện luận như này là rất hiếm. Tính khoảng một vài trăm năm sẽ có một người, chứ không phải ai cũng giải bài như ngài Nguyệt Kê. Mặc dù thổi trước á thì chư tổ đều có ngữ luật, ngài Lâm Tế có ngữ luật, Pháp Trưởng có ngữ luật, và Quảng Tôn ngài Lê Huệ cũng có ngữ luật. Thì lời nói các ngài là xưa mình cái loại cái ngôn ngữ xưa mình ít có hiểu, phải không? Văn tự văn nhã cho nên nó xúc tích rất là nhiều, mọi người dịch ra cũng không có hết ý.
Bởi vì là cái văn môn á là nhất tự luật nghi, có rất nhiều, tức là sáu nghĩa, một chữ mà sáu nghĩa, hiểu. Mà dịch được một từ trong sáu từ á rất là khó, nó quá xúc tích cho nên chúng ta không không hiểu. Rồi về sau đó, chư tổ các ngài cũng tỏ ngộ như cái tổ sư thời trước, ngài đem cái ngôn ngữ cái thời hiện đại được viết ra để chỉ dẫn giải thích cho chúng ta để hiểu mà tu, chứ không phải lấy đó để chấp vào để nói sao không kiểu, cũng chẳng dính dáng gì. Như hồi nãy ngài nói đó, mình đi Đà Lạt mình đọc đọc cái người mà họ đã đi du lịch Đà Lạt, họ viết lại có một tăng ở thì có gì nữa đồ thông hai mộ, và cảnh trí Đà Lạt rất là đẹp, rất là đẹp, gì rất nên thơ. Mình đọc thuộc lòng nhưng mà mình chưa từng đi thì mình ta hỏi thì chỗ đó như thế nào thì mình chỉ nói theo sách vở thôi, không có nói ở đó nó như thế nào, cây như thế nào, lá như thế nào, mà nói trắng ra thì chỉ có tổ sư đã thân chứng trong ngày mới phân tích cho chúng ta để được hiểu. Và để nói theo cái người xưa thì bây giờ mình muốn minh tâm kiến tánh như ngày người kia chỉ thì chỉ có cái thời đầu có nghi tịnh thôi, không. Đây là cái diệu dược để cứu cái tâm bệnh của chúng ta, nên là mong tất cả chúng ta tức là tăng ni và phật tử luôn đều ở câu khởi đầu nghi tịnh. Mà mình có nghi tịnh rồi thì đi giữa cuộc đời này mình rất bình yên, nhìn chỗ nào nó cũng là quan hỷ, nhìn chỗ nào nó cũng đẹp, không có vướng mắc, mà bổn phận nào cũng cũng toàn là do có nghi vì tình. Nên đây kính chúc các vị thân tâm thường an lạc của chúng ta hồi chúng sanh vô biên thời quyền độ thiên não vô tận thể nguyện toàn pháp môn vô lượng thời nguyện học Phật đạo.